Mình bị một cái gì chết đột tử đều là cái định nghiệp. Đó là tại sao khi mà Kiệt mỗi ngày lên đây nói lúc nào kiểu mình á, lúc nào mình còn ngồi với đọc kinh được thì gán đọc. Để mà khi những cái nghiệp mà chết á, nó không có chết, nó chỉ có đụng hư xe thôi, thì là nghiệp nó xả. Với mỗi lần mình đọc kinh mình có lại 36 rồi sao 36 lại đó. Chứ không phải để chết rồi đi cầu cứu. Giống như đâu nhỏ gái nãy, mẹ thì không có chịu tu mà đến có nạn rồi mới đem tới đây. Thưa anh, em xin hỏi cho nhỏ em á, hồi trước ở Việt Nam nó có qua gặp Nó gần gần đi còn vô quên chứ gì. Để yên nè. nó tháng 9 có lên Ở gần gần gì hơn, nghe tiếng rồi nè, mấy chú cái tiếng. tháng 9 năm rồi ở Việt Nam nó có qua đây có gặp anh ở rồi xong cái xin được lên Thiên Lang Sơn rồi hồi lúc mà em nó đi ngang một cái học ngay chỗ Phật Di Lạc rồi cái em nó bỏ đồng tiền ở trong đó bây giờ nó hoang mang cũng như nó sợ bị phạt á. Vợ hỏi có thể nó làm sao để mà nó đòi từ Việt Nam nó bay qua đây để nó lấy ra. Tức là quá trời cực kỳ mê tín ngu. Nó hỏi vậy đó Nó nó nhanh nhò mới xả. Mà lỡ mà nó bệnh mình gánh. Tự nhiên ấy, bỏ lỡ lỡ rồi. Sợ là bất kính đúng không? dạ đúng rồi ạ Thôi là ông nó chuyện muốn nhỏ này hỏi còn khỏi. nó muốn hỏi anh Vậy cũng là sợ nữa. Cũng tại giống như vì có vợ kia về Việt Nam, nghe nói ngày mai chết bao nhiêu tiền đưa tôi, bữa ngồi đứng này là khóc là hụ hụ đó. Chắc có nhiều người trong một kỳ vậy ta. tại vì hồi trước là Thật sao? em nó có nghe anh nói là cũng như là có nhiều người bỏ cái đồng tiền cứ nghĩ là giống như đi chùa cái liền cái đồng tiền đó vô á rồi cũng như nghe nói là anh cũng không thích rồi Cái gì đó không tiền gì? như cái đồng Ồ, tiền cái này á là hai câu liền chuyện khác nhau. Ở trên núi Thiên Long Sơn mỗi lần Tết á là không có thùng phước sương, không có nhận tiền. Nhưng mà những người người ta không biết, người ta cứ giục tiền vào trong cái đúng chuông đúng rồi không, em nó cũng làm y thì chang cứ như để vậy như đó vậy. Nhưng mà mấy người trên kia, thí dụ như thường á là mình không có nhận tiền, nhưng mà có nhiều người giục đại để không chuông, rồi tiền đó là ai lấy? Tiền đó thì cũng đưa lại mấy đứa nó mua trái cây lên cúng lại thôi, nhằm nhò gì, lỡ thì thôi mất mớ phải bay qua. cái con bé mà ở Việt Nam qua mà anh cho em nó mấy cái sợ anh nhớ hồi tháng 9 á ba đứa tụi em gặp anh ở dưới đây á không em thì ở San Jose còn đứa ở Vô vô cũng là một những loại mà lì đây phải không? Nhớ rồi, nhớ ba đứa chụp hình với anh dưới đây rồi. vô Trời định ơi, một một trong năm thứ mà khó vậy độ mà đang ngồi cái này, một trong năm thứ vậy ấy mà là em nó đòi bay từ bên Việt thôi Nam thôi bay đừng có qua qua đừng mà chứ là bỏ đi. Ở đây mình lấy tiền đó mình mua trái cây giùm cho, cúng giùm cho. có câu hỏi gì đó không à, là, nó là cháu của sư phụ để gặp sư phụ bữa thứ Cháu thứ hả? bảy à, cháu ruột à, hồi trước là con nói với nó về sư phụ ở đây à, cái rồi nó mới biết rồi cái bạn nó nói hồi bạn muốn gặp cái không biết làm sao mà để mà biết cái ngày sư phụ ở đâu vậy đó cái thành ra vô trong mạng hỏi nó gặp nó mừng quá nó nói sao có duyên mà sao thấy gặp sư phụ nó đi ăn chỗ kia đóng cửa cái nó lại đây cái ủa sao gặp sư phụ đó thì đây là cháu Một nhà không có linh. Cái này là một trong năm thứ mà gọi là mình nó khó độ. Là cũng gọi. bên này nó chở đi núi đó thành ra bữa ngày qua hỏi sư Không phụ nó sao. dở dàng trước đó, sư phụ từ trước đó À, là từ chưa đây lên sư phụ luôn à, dạ kêu dạ mình chú sư phụ. đi dạ Thế có dạ. chở cho hồi lên núi không dám lên tại cao quá không dám lái xe lên rồi đi bộ từ dưới lên ai làm đại luôn Đâu có gì, đâu em cũng vậy.
Cao quá, sợ cao. Nhát lắm, coi vậy thôi, mà nhát lắm. Thôi đi đường nữa, sư phụ, tụi con nó đi kiếm chỗ mua bông mà. Rồi mưa quá trời à. Cái vô cái ocean gì đó, không có chạy vô, không có bông mà trời mưa quá trời. Con ngồi trên xe, con nói, rồi xin cha mẹ cho con tụi lên được. Biết không có đem dù, đem nón gì hết trơn á. Cái vừa tới cổng, con mở cửa rồi, cái đi lên hết mưa. Cái trời bắt đầu nắng rồi, tụi con xuống luôn cũng hết mưa, cái đi khúc cái mưa, bắt đầu mưa đá luôn á. Dạ, con cảm ơn. Ok, rồi cái vụ tiền nó đừng lo. Đừng qua nỉ nha. Ở đâu ở đó làm ơn. Tiết kiệm tiền bạc. Còn ai muốn hỏi gì giơ tay lên. Không, con cứ để im gì tại cái cục internet này. Nãy giờ phụ để đây cái nó không có quá. Con ơi sư phụ, con nghe sư phụ nói là ở trong cái thập chú của mình nó cũng mỗi lần đọc kinh có cái thập chú á, thì tới cái thập chú con nghe sư phụ nói chứ tiêu tai các tường thành chú với lại giảng sanh chú á, cứ thế mà đọc khỏi có cần mà kêu ông sư bà cầu an cho kinh mình. Cái con về con coi tới chỗ tiêu tai các tường thần chú, cái con nói chứ hay á, cái mỗi lần mà đọc kinh tới cái chú đó là con đọc cái chú tiêu tai các tường thần chú 7 tiếng, mà một ngày con đọc 2 thời kinh là một ngày con đọc 14 tiếng, mà không biết con đọc tới bao nhiêu ngày á. Cái bữa tối kia con đi ra ngoài sân mà con quên mặc áo lạnh, cái con vô là con bị luôn lạnh mà nó ho mà nó nhức đầu kỳ cục như chưa từng nhức. Cái con nằm cái con kêu sư phụ ơi cứu con, sư phụ ơi cứu con. Cái con thấy có người lại dắt con đi nhưng mà con không thấy mặt người đó là ai, nhưng mà cái vía con nói là sư phụ để dắt con đi. Cái có cái chữ bằng màu trắng đề là tất cả là ảo không có thật. Vậy đó, cái con dạ cái sáng con về nhức đầu quá, cái con đi ra tiệm con nói cạo tóc cho tôi đi, tôi nhức đầu lắm rồi. Cái bà thợ có nói chứ không có cạo đâu, cạo người ta nói chị bị bệnh cancer á. Cái con về mà con nhức đầu lắm, mà con ho kỳ cục lắm. Cái con bây giờ con khóc với mẹ, con nói mẹ ơi sao con thường được con tự con xưng là con là người hơn lắm, con cầu được ước thấy mà sao bây giờ con khổ quá mẹ ơi. Tại con đọc chú Đại Bi, rồi con đọc chú Dược Sư 108 biến, rồi con đọc danh điệu của Dược Sư 108 biến, rồi con đọc kinh Phổ Môn nữa, con xin tùm lum hết mà không được. Cái con nói với mẹ vậy, nói mẹ sao kỳ quá vậy mẹ ơi, con khổ quá. Cái con nghe văng vẳng bên tai á, nói chứ con thiếu nợ 20 mà con trả một lần á thì phải nặng, mà con trả lần đồng á thì nó nhẹ. Cái con còn dạ vậy nữa, cái là con biết rồi, con không uống thuốc nữa, con để cho ho hết đi, nhức đầu hết đi, hết ho. Vậy mà nó quật con tới từ bữa 11 tay tới 27 tay cái sư phụ, mà bao nhiêu chuyện nó dồn dập lại. Con đang bệnh bò vậy á, mà cái bà chủ nhà bà còn lại bà nói chứ trả nhà lại cho tôi nha cô, hết tháng này là phải trả nhà lại, rồi cái con phải đi kiếm nhà khác mướn. Rồi cái chuyện con gái con nữa, hồi người ta lại coi mắt nó thì nó nói được đó mẹ, được. Cái con mới nói với người ta nói là tháng 5 này nè, đi lại vừa cưới vừa hỏi luôn. Rồi cái bây giờ cái nó nói với con, nó nói chứ thôi mẹ ơi con không muốn lấy chồng, bao nhiêu chuyện dồn dập trẻ sư phụ ơi, mà con bây giờ con tỉnh bơ rồi, con lại mẹ, con xin mẹ với cha ngày nào con cũng lại mẹ hai lại. Hồi đó con ở bên Singapore thì con có cái ước nguyện lớn lắm, con ước nguyện đó là con sẽ mua hết cái đất ở Gót Tàu á,
một tơ bên thì con tạo thành cái Washington Park, còn một bên thì con tạo thành cái Washington Shelter. Bên Washington Park con sẽ xây cái điện của mẹ, con tạc hình tượng mẹ thiệt là đẹp theo cái kiểu Tây Phương để cho Mỹ thờ mẹ, con sẽ đề là Mother Earth. Còn ở bên mà cái Washington Shelter, con sẽ xây y như là các Phật Mon. Ở dưới thì con đi rước mấy cái người mà hồi xưa đánh giặc bên Việt Nam á, mà bây giờ homeless, vậy đó cho người ta ở. Rồi còn thì những người mà người ta ở xa mà người ta muốn về thăm sư phụ với thăm Thiên Long Sơn á, thì con cho người ta ở một đêm 60. Còn lại thì con cho mấy người trên 60 tuổi á, mướn 1,000. Cái đó là cái ước nguyện của con á. Nhưng mà bây giờ con đổi rồi. Con nói là bây giờ con chỉ xin cho con được khỏe mạnh, vui vẻ, bình an, đói ăn, khát uống, mệt, ngủ liền. Hay đói ăn, khát uống, mệt, ngủ liền. Thật sự á là khi mình hạ thủ công phu á, mình cũng phải chậm. Cho nên sư phụ nói với đứa nào mà còn single nên ăn chay trường, người đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày, còn có gia đình hay là gia díu với đời nhiều á, thì cỡ 2-3 tuần hàng tháng đọc cũng lần. Gia nghiệp lẹ lắm thì cũng giống như kiểu trả nợ mà trả một lần hay trả chậm chậm vậy đó. Còn chuyện mà mấy đứa con xảy ra lúc có đòi lấy chồng, lúc không đòi lấy chồng, chưa chắc là điều làm con đau lòng. Nhiều khi bề trên nhìn thấy khi lấy nó khổ hơn không lấy thì bề trên thay đổi. Có chuyện mà đang bị bệnh mà có bà chủ nhà bỏ gõ, nhiều lúc á là nhiều khi cái chỗ này không có đúng chỗ con ở, là mấy chư thiên không có thích, tham lam ích kỷ, muốn con dọn để chư thiên trên trời. Lúc con đọc kinh á thì mấy vị cũng coi cái nhà là một chỗ đúng không, còn cái bà chủ nhà bà chủ đất là khác nữa. Thì mỗi cái đó nó có đều có cái sự thay đổi bởi cái sự di diệu của kinh điển. Tại vì mình mỗi ngày mình đọc kinh là mình kêu cả đống chư thiền tới, mình kêu mẹ tới, đọc là có mẹ liền á, bảo đảm. Thì nó có nhiều cái chuyện xảy ra, có nhiều người hả khủng khiếp luôn, xảy ra là tứ xã nghiệp cùng một lúc á, tứ bời xã nghiệp á. Còn này sáng nghiệp mới có mắc mấy cụm tóc nhìn đẹp gái nhầm nhòi. Nhưng mà dầu sao mình cũng có một cái Thiên Long Sơn, mình có cha có mẹ, mình có huynh đệ tỷ muội, mình không có gì mất hết. Còn để cứ từ từ bi trí dũng. Trí có nghĩa là mình phải ngồi thiền để mình định tâm lại. Khi mà nhiều chuyện nó xảy ra đó, nó bấn loạn cái tâm mình nó chạy đó, mình phải cột nó lại. Bao nhiêu chuyện buồn của thế gian là mình chỉ ngồi thiền để mình định lại cái đường hướng sáng. Mấy con nghĩ thứ bảy chủ nhật sư phụ lên đây nói chuyện hề hề, bộ sư phụ không có cả ngàn chuyện khủng khiếp xảy ra ở trong hãng à, hay là ngoài cái giờ làm việc à. Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, mình đã biết cái thế gian này là cái đại cực kỳ cho lành mà khổ mà. Nhưng mà mỗi lần mình khổ á, mình không có yếu hèn, mình không có té. Khổ là cái nấc thang cho bà anh tài, nữ anh thư leo lên. Cứ mỗi lần mình gặp chuyện là mình cứ nghĩ là đây là một bức thang của người có bi, có trí, có dũng. Dùng cái đó để mình leo lên, chứ không phải mình lấy cái đó để mà mình quật mình ngã xuống té đất được. Con mà thiên khác hơn con có diệu với thiện nữa. Nên chuyện thấy chuyện nhỏ, không gì có lỗi. Ừ, chuyện nhỏ như con thỏ.